Thưa quý thính giả, cuộc đàn áp tại tu viện Bát Nhã vào sáng sớm ngày hôm qua, Chủ nhật, đã khiến 400 tăng sĩ cùng tu sinh bị bắt, người bị thương phải chạy tan tác đi nhiều hướng. Sáng sớm hôm nay thì các ni cô, tăng sĩ cũng như tu sinh của tu viện Bát Nhã vẫn tiếp tục bị săn đuổi, buộc họ phải trở về nguyên quán. Mạc Lâm đã liên lạc được với thầy Pháp Tổ, là một trong 3 thầy bị hành hung vào ngày hôm qua, để tìm hiểu về tình hình. Kính thưa thầy, ngày hôm qua đó thì hầu như toàn thế giới đã biết tin tu viện Bát Nhã bị đàn áp qua lời kể của người dân cũng như là một vài vị đang tu tập trong tu viện. Thầy là một trong 3 vị hướng dẫn tu sinh của tu viện Bát Nhã và cũng là nạn nhân của vụ đàn áp này. Xin thầy vui lòng cho biết một vài chi tiết đã xảy ra ngày hôm qua. Lúc 9 giờ sáng, lúc quý thầy đang ở trong cái khu tăng xá của quý thầy ở đó, thì bên kia người ta đột nhập vô thì có Phật tử, đệ tử của sư phụ Thích Đức Nghi và các anh côn đồ và các anh công an rất là đông. Các anh công an thì đeo khẩu trang, thì mấy thầy bị đập tất cả các cửa kính, và đồng thời trong lúc đó thì các xóm, các sư cô cũng bị đập tất cả các cửa kính, tất cả các phòng đập, và đem tất cả các máy móc. Bên công an đổ nước chưa trong đó, máy vi tính này kia đó. Thưa, khi bị hành hung như vậy thì phản ứng của các thầy ra sao, thưa thầy? Mấy thầy thì bị hành hung, đánh đập. Mấy thầy chỉ có ngồi đó thôi, ngồi trong tư thế hoa sen, cố gắng giữ tâm cho nó bình an và niệm danh hiệu để yểm trợ nhau. Tại vì họ muốn tách mọi người chạy toán loạn đó, họ muốn tất cả mọi người phải đi khỏi tu viện. Theo sự chứng kiến của thầy đó thì những người tấn công vào tu viện thuộc thành phần nào ạ? Thì mới đầu thì thành phần côn đồ, thành phần đó trong những cái đợt trước á, và đợt này đông hơn nữa, họ tấn công với thầy. Sau đó thì mấy thầy ngồi lại với nhau niệm danh hiệu, ôm nhau niệm danh hiệu, và sau khi mà nhìn ra bên ngoài thì các anh an ninh á, họ chỉ điểm một số mặt của quý vị lớn á, để cho nhóm côn đồ á, kéo quý thầy ra, họ đánh. Họ làm những cái hành động rất là không còn hành động gì hết. Họ đánh, rồi họ chửi, họ xé áo, xé y, đập bát, rồi đập đồ, rồi kéo ra cho bằng được đó. Mình thấy lực lượng an ninh họ quay phim, mà mình biết rất là rõ tên của các vị đó. Họ đeo khẩu trang, họ quay phim, và bắt đầu mấy thầy mấy cô mấy thầy bị kéo ra ngoài mưa, ngoài trời mưa hết. Kéo nắm đầu, nắm cổ, kéo dục ra ngoài sân á, rồi họ kêu là mình phải đi, chứ không là bây giờ xe sẽ tới rồi. Họ chửi bới, họ dọa nạt, họ hăm dọa, rồi mình thấy được là các anh an ninh thì chỉ đứng quay phim trước mặt mình. Họ cũng cố tình họ bắt các vị lớn để đi ra, họ xúc lên xe. Đối với riêng cá nhân của thầy thì họ đối xử ra sao ạ? Tôi thì họ không biết sao họ lại họ nhìn sao đó thì họ muốn là bắt thầy Pháp Hội và thầy Pháp Tụ, và họ chỉ điểm rất là rõ ràng là hai vị này là những vị lớn, nhưng mà thật ra tôi thì không lớn gì hết, nhưng mà không biết sao thì họ cứ kỹ như vậy đó. Rồi thế là côn đồ đi vô, côn đồ xé áo xé y của tôi và dục tôi ra trước, và tôi cũng cố gắng trong tư thế ngồi hoa sen thì cố gắng giữ cái thân tâm cho nó an tĩnh. Nhưng họ dục tôi ra thì tôi cố gắng tôi chạy vô lại. Thì khi chạy vô lại thì nhiều lần như vậy thì họ rất là bực tức, và họ kêu xe, họ điều xe taxi vô. Tôi thấy là những cái anh côn đồ được sự hướng dẫn hậu thuẫn của bên các anh công an vô bắt chúng tôi ra, và trong lúc mà các anh giằng xé thì tôi thấy được là có một anh công an đã đạp vô ngực tôi. Họ kêu luôn cả những người phụ nữ vô bóp những cái phần kính của chúng tôi, và họ xúc chúng tôi lên xe. Thì trong lúc mà xúc các thầy, các sư anh của các sư em nhỏ thì các vị nhỏ thì họ chui cái đầu vô trong bánh xe để cho xe không chạy, thì họ cũng kéo ra để họ đánh, và có một số người thì cũng bị đọc máu, bị máu ra đó. Đó là đối với lại bản thân tôi là Pháp Trụ. Cho tới bây giờ thì thầy có tin tức gì của thầy Pháp Hội hay không, thưa thầy? Thầy Pháp Hội thì vào buổi chiều cỡ 4-5 giờ đó, 4 giờ rưỡi đó, thì họ bắt thầy Pháp Hội đi. Thì có một số thầy sư chú đứng chặn cả đồi xe á, thì lực lượng công an đã đẩy chúng tôi xuống dưới mương á, đánh một thầy vào lưng vào người, và kể cả các sư cô nữa họ cũng đánh. Mới đầu thì chỉ có lực lượng côn đồ rõ ràng, nhưng mà sau đó thì chúng tôi thấy rất rõ là lực lượng an ninh họ can thiệp hơi nhiều vào cái vấn đề này. Và họ mặc đồng phục, có những người mặc đồng phục, có những người không mặc đồng phục. và họ thì chủ đạo, họ quay phim, họ chụp hình và họ cũng bắt những vị lớn để trục xuất lên xe. Còn các vị mà có máy móc mà như là máy quay phim hay gì đó, thì họ lấy ra họ đập hết. Còn tất cả họ vô căn phòng nào có máy vi tính hay gì thì họ đổ nước vô ông đó. Thưa Thầy, có thể cho biết những người không phải là côn đồ, cũng không phải là công an hay là cán bộ an ninh, nhưng họ cũng đã tham gia vào chuyện tấn công này. Thầy có thể cho biết họ là ai và động cơ thúc đẩy họ làm những điều này là gì ạ? Dạ thưa anh, là những người Phật tử này không phải là Phật tử địa phương, mà đây là những người Phật tử đệ tử ruột của Sư Phụ Thích Đức Nghi. Và một số người côn đồ rất là đông, họ được thuê mướn vào. Ngoài côn đồ và nhóm Phật tử đệ tử của Sư Phụ Thích Đức Nghi như Thầy vừa cho biết đó, thì có mặt của các viên chức chính quyền địa phương hay là của tỉnh hay không ạ? Khi mà chính bản thân tôi ra ngoài xe đó, thì tôi thấy là rõ ràng có một cái anh Thành mà trước kia tôi đã được làm việc, là anh tự xưng anh là người ngoại bộ vô để giải quyết sự tình Bát Nhã, và anh giải quyết sẽ trong một cái thời gian gấp rút. Trong lúc anh đứng anh hướng dẫn cho tất cả mọi người lên xe đó, thì tôi thấy là trong đó có tất cả các ban ngành chủ tịch, từ cấp tỉnh tới cấp thị xã tới cấp, không thiếu một ai hết. Tôi thấy lực lượng rất là đông. Hiện nay theo Thầy biết thì còn bao nhiêu người vẫn còn bị giam giữ thưa Thầy? Thì bây giờ rất là nguy cho hai thầy lớn. Họ muốn bắt tất cả các vị lớn thì để cho các vị nhỏ họ sự hoang mang. Các sư cô từ đó mà cũng phải bị dễ dàng trong việc trục xuất. Đó là thầy Pháp Hội, là một sư anh lớn của chúng tôi, và thầy Pháp Sĩ, và họ đang đi truy lùng tôi, đó là thầy Pháp Tù. Chúng tôi cũng được biết là hôm qua thầy đã bị bắt và giải lên xe taxi, nhưng mà thầy làm cách nào để mà thoát được ạ? Thì hôm qua thì côn đồ cũng như công an họ đi truy lục tôi từ sáng tới tối, sau khi mà họ trục xuất tôi lên xe taxi, và tôi đã kiếm cách để nhờ taxi cho tôi xuống. Tôi đã chạy được, thoát ra khỏi cái đó, và hiện bây giờ tôi đang tới một cái nơi mà ngoài cái khu vực của Bảo Lộc. Khi mà tôi đi ra thì tới 3 cái đoạn đường chặn đường xe, nhưng mà may là cái người mà chở tôi ấy, là cái người mà họ biết cái cách để họ đi qua được. Trong lúc qua như vậy thôi tôi phải mặc áo mưa, tại vì thật ra tôi cũng không còn đồ gì, họ xé tất cả quần áo của tôi, y áo, bình bát. Hiện bây giờ tôi như người không có gì hết. Hiện Thầy có tin tức gì của thầy Pháp Sĩ không ạ? Vào lúc buổi khuya thì tôi nhận được điện thoại ngắn của thầy Pháp Sĩ, sau đó thì không có liên lạc được nữa. Tức là thầy Pháp Sĩ nói là thầy Pháp Sĩ được 4 người công an áp tải về địa phương, đó là khu vực Khánh Hòa, quê hương của thầy. Vào lúc 3 giờ 55 phút sáng nay thì tôi nhận được một cú điện thoại nhắn của thầy, và từ lúc đó đến giờ không liên lạc được thầy nữa qua 2 số điện thoại của thầy. Đó là đang bị giam ở trong cái chỗ công an Khánh Hòa. Rồi còn thầy Pháp Hội thì chúng tôi không liên lạc được. Thầy có 2 số điện thoại nhưng mà không có số nào liên lạc được. Tại vì trước khi họ bắt thì có những người họ nói là họ sẽ không từ một cái thủ đoạn gì đối với các vị lớn, cho nên chúng tôi rất là nguy đối với lại phía thầy. Tôi không biết là hiện bây giờ thầy Pháp Sĩ và thầy Pháp Hội đang bị những cái nguy khó gì, và bây giờ không có cách nào để liên lạc được với hai thầy. Tình trạng chung của các tu sinh cũng như các giám thọ của tu viện hiện nay ra sao thưa thầy? Dạ thưa anh, là họ đã lùa tất cả, họ trục xuất tất cả quý thầy quý cô. Hiện bây giờ mọi người đang ở ngoài thị xã Bảo Lộc, đó là nằm ở ngay chùa Phước Huệ, đó là chỗ mà chùa của vị chánh đại diện của cái thị xã này. Đó là Thượng tọa Thích Thái Thuận. Thượng tọa là cái người mà bị hành hung và bị nhập viện, bị đánh. Khi mà thượng tọa đi với lại ban trị sự mà thượng tọa đã bị đánh và nhập viện, thì hiện giờ chúng tôi đang ở chùa của thượng tọa. Tại vì ở Bát Nhã đi vào từ thị xã Bảo Lộc đi vô thì chỉ có một con đường duy nhất, không có con đường nào thoát ra được hết. Chúng tôi liên lạc với sư cô Phúc Nghiêm, hiện đang cố gắng lẩn trốn sự vây hãm của công an, buộc phải trở về nguyên quán. Sư cô Phúc Nghiêm cho chúng tôi biết tình hình của sư cô như sau. Hiện bây giờ chắc là mình chưa có nói được, tại vì bây giờ mình đang bị tấn công ở ngay lên bếp bị hồng. Còn đây bây giờ chỉ phải nhanh chân để làm sao đi ra khỏi đây thôi. Dạ, họ vừa mới đi xuống đây thôi, họ đi xuống rất là đông. Xin lỗi chú nha, tại vì bây giờ đang rất là bận, mọi người đang phải chạy đó. Tại vì mọi người kia họ mới kéo xuống mấy chục người đó, họ đang làm rất là tình lên, thôi nên mấy chị em đang phải chạy đồ ra, rồi đang phải đi ra ngoài. Quý vị vừa nghe thầy Pháp Hội kể lại những diễn biến trong vụ đàn áp tu viện Bát Nhã, cùng những sự hoạt động tiếp tục săn đuổi của công an ép buộc các tu sinh của tu viện này phải trở về nguyên quán. Đã cho tự do sẽ tiếp tục tường trình những sự kiện mới nhất.